Lý Hương Ngưng tên tiếng Anh là Shannon Emerili, là cô con gái độc nhất của huyền thoại võ thuật Lý Tiểu Long. Cô là minh chứng tình yêu của Lý Tiểu Long và bà xã Linda Cát quen sau 5 năm kết hôn. Lý Hương Ngưng có một người anh trai hơn 4 tuổi tên Lý Quốc Hào Randon Bruselli. Sinh năm 1969, trong lúc tên tuổi phụ thân đang làm mưa làm gió tại Hollywood, Lý Hương Ngưng lớn lên với không ít áp lực. Cô sống ở Hong Kong bên phụ thân mẹ từ năm 1971 đến 1973. Khi Lý Hương Ngưng lên 4 tuổi, phụ thân cô bất ngờ chết một cách bỗng nhiên ngột. Lý Hương Ngưng và anh trai rời Hong Kong, cùng mẹ trở về Mỹ sinh sống. Cuộc sống ở Mỹ trải qua không ít biến động. Năm lên 7, Lý Hương Ngưng chứng kiến cuộc hôn nhân tan vỡ của mẹ. Ba mẹ con cô dắt nhau rời khỏi ngôi nhà của người bố dượng. Gia đình ba người lựa chọn cuộc sống an ninh thiếu vắng vẻ bóng hình người phụ thân từ đó. Khác với anh trai có niềm đam mê võ thuật từ bé, Lý Hương Ngưng lại dành nhiều thời gian cho ca hát và các bài hùng biện. Năm 1987, Lý Hương Ngưng đậu vào trường Đại học Tulane, New Orleans, Mỹ, chuyên ngành âm nhạc. 4 năm sau, cô tốt nghiệp. Với khả năng ca hát, cô mở màn sự nghiệp âm nhạc khi là thành viên nhóm nhạc Medicine. Không chỉ mê ca hát, Lý Hương Ngưng đảm nhận vai trò một chương trình truyền hình âm nhạc ở Los Angeles. Tuy nhiên, sự nghiệp âm nhạc của cô sớm hoàn thành sau cái kết lăng lỏng của người anh trai Lý Quốc Hào vào năm 1993. Phát súng lăng nghị trên phim Trường Cướp đi sinh mạng người anh trai khiến Lý Hương Ngưng không cam lòng. Cô từ bỏ những show diễn, công việc để đi tìm sự thật chứng minh anh trai mình bị sát hại suốt nhiều tháng trời. Không muốn để cái chết của bố và anh bị rơi vào quên lãng, Lý Hương Ngưng quyết tâm lao vào đoạn đường võ thuật và điện ảnh như một cách để cô giữ tinh thần võ thuật của phụ thân và anh trai. Năm 24 tuổi, Lý Hương Ngưng thế hệ mở màn học những bài quyền đầu tiên. Cô tập luyện võ thiệt quyền đạo, tích ôn đô, vô su và cả kickboxing. Một năm sau, cô nhận vai diễn đầu tiên trong bộ phim Kajiriye. Tuy nhiên lại bị chê bai khả năng võ thuật và biểu rằng yếu ớt, đánh võ như múa. Không từ bỏ, Lý Hương Ngưng luyện tập không hoàn thành và góp mặt trong nhiều bộ phim như Yon Taye, Enter the Exlet hay Se, Me Anh Hơ. Quyết tâm bảo vệ di sản của người bố và anh trai quá cố, Lý Hương Ngưng tham gia phát triển nhiều bộ phim về phụ thân như The Legend of Bruselli, Ho Bruselli phụ ZTG, Little Dragon. Không những vậy, cô cũng giữ vai trò quản lý quỹ giáo dục Lý Tiểu Long và Hiệp hội Phát triển Thiệt Quyền Đạo. Mất bố khi còn quá nhỏ, tuyệt hảo của cô về phụ thân chỉ là những câu chuyện qua lời kể của mẹ, của anh cũng như những bức ảnh, bộ phim về ông. Không chỉ nổi tiếng với vai trò diễn viên, ca sĩ, Lý Hương Ngưng còn đảm nhận công việc doanh nhân, nhà phát triển phim. Chia sẻ về người anh trai bạc mệnh, cô nói, anh ấy rất yêu phụ thân. Tính tình anh ấy có chút cổ quái, nhưng bản chất đó là những biểu lộ của sự chưa trưởng thành. Điều đáng quý nhất của anh ấy chính là sự chính trực. Randon là một người tài hoa, kể cả trong võ thuật lẫn điện ảnh. Ngày 22 tháng 8 năm 1994, cô kết hôn với Ian Kittler, một họa sĩ, nhà thi công người Mỹ sau 6 năm hẹn hò người đứng ngoài cùng bên trái. 9 năm sau, cặp đôi chào đón con gái đầu lòng với tên gọi Renly Kittler. Trong suốt 25 năm kết hôn, họ thông thường sống hạnh phúc và không dính bất kỳ tin đồn nào về hôn nhân rạn nứt. Hiện tại, Lý Hương Ngưng tận hưởng cuộc sống sung túc, hạnh phúc bên chồng và con gái tại Mỹ. Đồng thời, cô vẫn nối tiếp bảo vệ, nối tiếp những di sản mà bố và anh trai để lại.